73 năm về trước, vào ngày 13 tháng 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới công thương Việt Nam. Bức thư có đoạn: "Hiện nay, công thương cứu quốc đoàn đang hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân đang ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng." Một bức thư chỉ với hơn 200 chữ được gửi vào năm 1945 nhưng lại có ý nghĩa như một văn bản kinh tế riêng biệt đầu tiên của chính phủ giữa bộn bề đại sự lớn lao. Đó là một văn bản mang tính chất hiệu triệu. 59 năm sau bức thư thuở ban đầu dân quốc ấy, ngày 13 tháng 10 trên tiêu đề bức thư lịch sử này đã được chọn là ngày doanh nhân Việt Nam. Dân không giàu sao mà nước mạnh, lòng không bền sao làm doanh nhân. Là một môi trường đào tạo có lịch sử 16 năm, Học viện Quốc tế Đào tạo Công nghệ Thông tin NIT ICT Hà Nội với mục tiêu đào tạo và cung cấp một nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trong cả nước, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển ngành công nghệ thông tin nước nhà nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung, đã đào tạo thành công hàng ngàn sinh viên ra trường và đi làm. Trong các thế hệ sinh viên của NIT ICT Hà Nội, đã có những học viên trở thành doanh nhân thành công. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ một trong số những cựu học viên tiêu biểu của NIT ICT Hà Nội, đồng thời họ cũng đang là những doanh nhân thành đạt với những con đường phát triển của riêng mình. 1. Anh Nguyễn Anh Tú. Anh Nguyễn Anh Tú là học viên khóa 2004-2007. Hiện anh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Intergrade Việt Nam. Công ty của anh cung cấp nền tảng thi thử IELTS trực tuyến miễn phí cho hàng triệu học viên trên toàn thế giới. Anh Tú gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ tại NIT ICT Hà Nội. Các bạn có niềm đam mê và theo đuổi công nghệ thông tin nói chung để có thể học tập và làm việc thành công trong tương lai. Anh nghĩ là công nghệ thông tin luôn luôn đổi mới, ngày mai có thể đã có những công nghệ được cập nhật thay thế ngay cho ngày hôm qua. Vì thế, ngành học này đòi hỏi các bạn luôn kiên trì, ham học hỏi. Có được điều đó, anh tin chắc chắn các bạn sẽ còn đạt được nhiều thành công lớn hơn trong sự nghiệp. Dân không giàu, sao mà nước mạnh, lòng không bền, sao làm doanh nhân. 2. Anh Nguyễn Đại Nghĩa. Cũng là thế hệ cùng với anh Nguyễn Anh Tú, anh Nghĩa là cựu học viên lớp CP02 của Học viện NIT ICT Hà Nội. Con đường anh lựa chọn lại là một mảng sản phẩm công nghệ thuần túy hơn, đó là mở một công ty phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm cho các hãng hàng không lớn trong và ngoài nước như Vietnam Airlines, Hồng Kông Airlines, Malaysia Airlines, AirAsia. Anh chia sẻ, công nghệ thông tin rất phù hợp với những bạn đam mê máy tính, game, thường xuyên tìm tòi khám phá và có sự am hiểu nhất định về công nghệ. Cả những bạn trẻ thích sáng tạo website, phần mềm. Có thể thấy, Internet đã giúp kết nối toàn cầu, đưa Việt Nam tiếp cận vào thế giới và mang cả thế giới đến với chúng ta. Nếu bạn đã có đam mê, hiểu biết, tính sáng tạo, bạn sẽ hoàn toàn có thể trở thành những lập trình viên tạo ra những phần mềm, website, ứng dụng, phục vụ nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, chứ không riêng tại Việt Nam. Người thứ ba là anh Kiều Xuân Chiến, cựu học viên lớn tuổi nhất từng theo học tại NIT ICT Hà Nội. Trước khi anh theo học tại NIT ICT Hà Nội, anh Chiến đã là giáo viên dạy tiếng Anh. Nhưng nhận biết được tầm quan trọng của công nghệ thông tin, anh đã quyết tâm đi học để mở ra cho mình lối đi mới trong kỷ nguyên công nghệ này. Anh Chiến chia sẻ với học viện, thời điểm đó khi đang là giáo viên ngoại ngữ, tôi thấy rằng công nghệ thông tin phục vụ rất nhiều trong công việc giảng dạy và làm giáo trình. Trong chương trình học của NIT có sử dụng một chương trình tên là Ajax. Chương trình này giúp tìm kiếm dữ liệu trên mạng, chất lọc thông tin phù hợp để sử dụng. Môn này thật sự rất hay và được ứng dụng rất nhiều trong công việc, đặc biệt là đối với công việc giảng dạy của tôi khi đó. Hiện tại, anh là phó giám đốc của công ty cổ phần phát triển thiết bị y tế Medicom, công ty chuyên cung cấp các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin cho các bệnh viện, giúp bệnh viện nâng cao chất lượng trong điều trị. Nhưng máu kinh doanh trong người anh khiến anh không dừng lại ở đó. Trong lần nói chuyện gần đây nhất thì anh Chiến có chia sẻ là anh ấy đang đầu tư công ty bất động sản và công ty đá quý Đồ Phong Thủy. 4. Anh Phan Hữu Trung. Là cựu học viên lớp P08 khóa 2008-2011,
với đam mê công nghệ thông tin và ước mơ có một hệ thống được tiếp thị qua website thương mại điện tử sau này. Phan Hữu Trung đã ý thức được điều đó và tập trung vào việc học tập. Khi tốt nghiệp, anh đã làm ở một số công ty công nghệ tích lũy phần mềm. Đến năm 2017, anh đã chính thức trở thành giám đốc bán hàng của công ty cổ phần Mekong Brewery, thành viên của công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng. Với những kiến thức công nghệ được trang bị cùng với kỹ năng, tư duy nhạy bén, anh Hữu Trung đang đưa sản phẩm của công ty mình vươn xa khắp nơi. Chia sẻ với ekip, anh Hữu Trung cho biết đang có những dự định phát triển về thương mại điện tử và công nghệ trong thời gian tới. Xin chúc cho những dự định của anh sớm trở thành hiện thực. 5. Anh Đinh Quang Tuấn. Nói về anh Đinh Quang Tuấn là hình ảnh của một cựu binh, một anh lính bộ đội Cụ Hồ. Bởi gặp gỡ với ekip, anh Quang Tuấn chia sẻ, trước khi trở thành học viên của NIT ICT Hà Nội, anh Quang Tuấn đã tham gia nghĩa vụ quân đội, được rèn luyện tinh thần cũng như tư cách, tố chất đạo đức, ra quân với sự đam mê về công nghệ thông tin. Anh đã theo học tại NIT ICT Hà Nội. Khi tốt nghiệp, anh đã tham gia các doanh nghiệp như Fsoft, CMC, sau đó anh công tác tại công ty cổ phần tiên phong trực tuyến Việt Nam, NFV và giữ vị trí Project Manager, đại diện ở Việt Nam. Với tính tình hiền lành, sự điềm tĩnh trong cuộc sống, qua buổi gặp gỡ với đại diện NIT ICT Hà Nội, anh có chia sẻ với các bạn học viên thế hệ sau. Nên dành nhiều thời gian học tập, trang bị ngoại ngữ cho mình trước khi đi làm. Như trước đây, ban ngày anh học ở NIT ICT Hà Nội, buổi tối anh phải đi làm thêm ở khách sạn để rèn luyện khả năng ngoại ngữ của mình. Các em cũng phải cố gắng mới có thể thành công được. Doanh nhân là một danh từ cao quý mà xã hội dùng để gọi những con người có khát vọng và ý chí, biết vượt lên để làm giàu. Ngày nay, doanh nhân đã được yêu mến và kính trọng như là những con người tinh hoa và có công trạng lớn đối với đất nước. Và cũng là một trong những hình mẫu đẹp của giấc mơ nhiều em bé đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Họ luôn là ngọn cờ đầu trong hành trình lập thân lập nghiệp của tuổi trẻ ngày nay. NIT ICT Hà Nội tự hào bởi các thế hệ học viên ngày nào đã phát triển sự nghiệp thành công, góp phần phát triển đất nước và trở thành những doanh nhân được xã hội yêu mến, nể trọng. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, NIT ICT Hà Nội xin gửi đến các bạn doanh nhân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công mới. Cho dù công tác ở lĩnh vực nào, ở đâu, cương vị gì, cũng luôn cố gắng xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và đảm bảo độc lập, tự chủ của nền kinh tế.